Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sỏi đường tiết niệu là bệnh thường gặp, bệnh có thể chữa khỏi nhưng dễ tái phát. Tuy nhiên thì sỏi tiết niệu nếu không được can thiệp kịp thời có thể gây ra những nhiễm khuẩn đường tiết niệu, suy và mất chức năng thận. Để hiểu rõ hơn về nguyên nhân cũng như là cách phòng tránh căn bệnh này, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hoàng Long, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà ngay sau đây. Nguyên nhân sỏi gây ra sỏi tiết niệu rất là nhiều nguyên nhân. Thường thì do các cái yếu tố môi trường khoáng ở trong đường tiết niệu sẽ hòa tan vào trong nước tiểu, ví dụ như là canxi, oxalat, urat. Khi bệnh nhân có những cái rối loạn về sinh lý bệnh phối hợp với những yếu tố thuận lợi của bệnh nhân, ví dụ sự đào thải nước tiểu quá ít, sự tắc nghẽn của đường tiết niệu, hoặc những cái rối loạn chuyển hóa của bệnh nhân, hoặc trên nền những cái bệnh nhân bị các cái bệnh về rối loạn chuyển hóa, ví dụ gút, rồi tiểu đường, cường canxi niệu, hoặc những cái trường hợp bệnh nhân nằm bất động quá lâu, thì những cái tinh thể ở trong đấy sẽ tạo thành những kết tinh ở trong nước tiểu, ở thận, niệu quản, bằng quang hay niệu đạo sẽ gây ra tình trạng sỏi tiết niệu, và lâu dần nó sẽ lớn lên và tạo thành những cái sỏi ở trong hệ tiết niệu. Thông thường sỏi tiết niệu khi bệnh nhân đến khám với bác sĩ thì gần như là những trường hợp có những triệu chứng rất điển hình. Đấy, thứ nhất là những cơn đau quặn thận. Bệnh nhân có những cơn đau vùng thắt lưng hai bên, lan xuống vùng bẹn sinh dục cùng bên. Thứ hai là bệnh nhân có những rối loạn về tiểu tiện, ví dụ như là tiểu máu, tiểu buốt, tiểu rắt, thậm chí một số trường hợp là tiểu ra mủ nếu có nhiễm khuẩn nặng. Thứ ba là có những trường hợp bệnh nhân đến viện với những biến chứng của sỏi, ví dụ sốt cao, nhiễm khuẩn máu, bệnh nhân có thể có những bất thường về tình trạng toàn bộ cơ thể như chóng mặt, rối loạn về tiêu hóa, rối loạn về tri giác, bệnh nhân có thể hôn mê hoặc có những cái biểu hiện nặng hơn của biến chứng của sỏi tiết niệu. Để phòng tránh bệnh tiết niệu, thứ nhất, những người dễ mắc bệnh sỏi tiết niệu thì phải thực hiện chế độ ăn, hạn chế những thức ăn chứa canxi, ví dụ tôm, cua, cá, xương hầm, cần phải uống nhiều nước, tập vận động thể dục thể thao đều đặn, tránh nhìn tiểu lâu. Có những bất thường về hệ tiết niệu cản trở lưu là lượng nước của đường tiết niệu thì mình cần phải đến cơ sở y tế để mình điều trị ngay ở những giai đoạn sớm nhất có thể.